Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình phá cái đầu tiên nha. Big guy, chapter 1. Bắt lên. Let's go. Ok, mở cái cửa ra nào. Flank. Big guy đây rồi. Mình sẽ giữ bà ta. Ok. Break game. Và các bạn sẽ mở chiếc chìa khóa đỏ ở đây. Xem trong này có gì không. Blue cây. Ok. Rồi, Big Guy đang lên. Mình sẽ đợi Big Guy lên, sau đó thì mình sẽ xuống dưới. Let's go. Oh my god. Ok, mình sẽ ra nhanh và lấy chiếc chìa khóa 1K. Let's go. Ok. Xuống đây xem có gì không. Trong đây không có gì, có một cái này thôi. Ok. Let's go. Mình sẽ cho vào trong bể đây. Ok. Chiếc chìa khóa màu tím. Mình sẽ lên trên tầng 2 xem có gì không.
Đó, các bạn cứ đi tìm và mở tất cả những chìa khóa ra. Oh my god, rơi rồi. Các bạn có thể đi đường này để giữ bà ta. Ok. Rồi, ở đây không có một cái gì cả. Sau đó thì các bạn sẽ lại xuống dưới. Đó, cứ như thế thôi. Vào đây tìm. Trong này thì có một chiếc chìa khóa màu vàng, mã code. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Roblox. Let's go. Big guy. Ok, bây giờ thì mình sẽ giữ big guy để cho những người bạn của mình đi mở những chiếc chìa khóa. Đó, các bạn giữ big guy thôi. Cho big guy leo các bạn. Let's go, let's go. Oh my god, mình chết rồi. Wow, đai luôn. Bị vướng một quả ấy. Quả cửa. Rồi, và mình sẽ sang Ten Titan. Wait, hi. Cedar blocks. Đời đời rất là đông. Chạy hết rồi, không ai thắng lại gần. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Slenderina The School. Đây là một tựa game mà khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Bây giờ bóng ma trong trường học. Ok. Căn phòng đầu tiên, không có gì. Mình sẽ sang căn phòng tiếp theo. Oh, ở đây bị khóa rồi, mình sẽ sang bên kia.
không có gì luôn. Ok, ra ngoài thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ sang căn phòng bị khóa, mở ra xem trong đó có gì không. Let's go. Các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là 8 món đồ này. Thì khi đủ 8 món đồ các bạn sẽ xuống dưới hẳn dưới tầng 1 và các bạn sẽ mở một cánh cửa đó ra rồi lắp 8 món đồ này vào. Lúc đó thì sẽ có một cánh cửa mở được bằng dây điện và lúc đó các bạn sẽ mở và tẩu thoát khỏi nơi này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, bốc 2. Continue. Let's go. Rồi mình sẽ đi sang ở bên này. Ok, ok. Chuyện này xem có gì không? Rồi các bạn sẽ ra cái chỗ mà cần một cái tu vít để mở một cánh cửa. Ở đây trông vậy nhưng mà nó rất là zích zắc, rất khó tìm. Hình như ở chỗ này.
không có ở đây. Buộc phải ra chỗ khác thôi. Cái nhà đó để làm gì? Ok. Rồi các bạn sẽ đi tìm tiếp, tìm xung quanh rồi làm sao để tẩu thoát ra khỏi nơi này. Đó chính là một cánh cửa màu trắng bị khóa bằng chiếc khóa màu trắng. Sau đó thì sẽ bị những thanh gỗ đóng lại. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Đấy phải đi thẳng lên thì sao đi chéo lên được nhỉ? Đấy, sẽ lại một lại. Rồi, let's go. Lại có 5 lực store cho nên các bạn phải tính toán làm sao để các bạn đủ rồi thoát được rồi. Ok, oh my god. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. Let's go. Start game. You hit. Đây có một chiếc chìa khóa màu vàng. Ở đây Big Guy đi thì sẽ không tính chân, cho nên các bạn phải tính toán một chút, nếu không các bạn sẽ bị chết ngay. Chìa khóa màu vàng này thì cần phải mở cái gì đó. Mình sẽ đi xung quanh tìm hiểu xem. Big Guy đang ở đây. Màu cam này. Ở đây màu đỏ. Màu đỏ sẽ ở bên này. Vàng đây rồi. Oh my god. Wow. Ok ok, chạy thôi. Chuồn nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên đây. Big Guy đi rất là nhanh luôn, nếu không cẩn thận sẽ chết. Fly. Mở được cái này ra không? Không mở được. Đó, sau đó các bạn lại lên trên. Yeah. Oh my god, bị bắt rồi. Rõ là mình tách ra một chút mà vẫn bị ông ta bắt mất. So ok, và bây giờ thì mình sẽ xong tập game 3. Let's go.
Rồi đây thì mình sẽ đi tìm những chữ túi và tìm những chữ số, con số. Ok. Rồi mình sẽ vào trong căn phòng này. Ở đây thì sẽ có một con ma và nó chỉ đi được ngoài hành lang thôi. Khi các bạn vào trong một căn phòng của nó thì các bạn sẽ không bị sợ con ma nó bắt mất. Nhưng khi mà các bạn gặp nó đối diện thì các bạn phải chạy thật nhanh ngược lại. Nếu không thì nó bắt rất là nhanh luôn. Ok, mình xem nó ở đâu. Nó đang tầng hầm, mình sẽ lên trên tầng 2. Các bạn vào từng căn phòng một và mở tất cả ra. Ồ, ở đây có một cái gì? Đấy rồi. Phòng này thì sao? Đó là lên trên tầng 2 rồi. Ồ, nó bay này. Chìm trong đây thôi. Đó, các bạn cứ đi xung quanh. Tìm tất cả những ngăn kéo. Rồi đi thẳng vào trong này. Chắc nó đang gần đây. Khi các bạn lên đây thì các bạn sẽ về một địa điểm vị trí khác. Đây chính là tầng 1, phòng mà các bạn vừa đầu tiên các bạn tìm ở đây. Sau đó các bạn sẽ xuống tầng hầm. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Xin hình điêu Horror Forecast Game. Let's go. Đây chắc là chiếc xe ô tô của mình. Bắt đầu mình sẽ đi vào trong này. Có mẹ. Let's level 2. Ok, let's go. Và các bạn sẽ phải nhìn trên bản đồ là thì mình nghĩ chắc là trên tầng 2 rồi. Level 3. Level 3 nhưng mà dưới tầng 1. Không biết có hidden gear ở đây. Hidden gear đang trên nào. Mình sẽ để nó đi qua đã. Qua rồi. Đột nhập vào thôi. Một chiếc đèn pin. Thank you.
bắt buộc mình phải chạy sang đường bên kia rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Play. Level 1. Wow, xin hiểu đang chỗ này. Ở đây có một cái gì đó, chạy thôi. Một tấm bản đồ. Xanh xanh kia mình chạy đến chỗ xanh xanh kia. Mình sẽ đi đường này tránh ông ta. Một chiếc rìu. Rồi, tiếp tục. Ta không biết đứng đây, chúng ta đi thẳng kia, chạy luôn. Wow, ở đây có một cô gái bị bắt, bị giam lại. Còn này chắc mình phải đi cứu cô ta rồi. Tức là mình đang ở trong một căn nhà. Và bây giờ làm sao? Có một chiếc chìa khóa. Oh my god. Tức là cái cửa đó thì đóng phát, mở phát là đóng luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Scare here. Bước 1 đi. Let's go. Ở đây thì mình sẽ đi thu thập. Rồi đi tiếp nào. Đi ra, ra ngoài thôi. Đi đường bên này, bắt những anh chàng gọi là đang điểm cao, nếu không thì anh ta sẽ vượt mình mất. Ok, không biết đã gặp, chuẩn bị gặp chưa. Rồi đi xuống đây nào. Đây rồi. Ui, chết luôn. Oh my god. Gặp ngay anh chàng 24. Rồi, mình sẽ tiêu diệt ở đây. Đây thì bị đơ rồi. What? Đơ luôn các bạn ạ. Không hiểu sao cái tựa game này, phần này bị đơ. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Pikachu Season here. Wow, cái máy vòm rồi. Ở tựa game này thì các bạn sẽ hóa thân là một cô làm bị cay. Anh chàng này thì đang bị thương, mình sẽ đi giải cứu anh ta.
Ở đây có thể các bạn giải cứu anh ta sau, hoặc các bạn có thể giải cứu anh ta trước. Thì tùy theo cách chơi của các bạn. Nhưng mà mình sẽ chữa cho anh ta đi. Và bây giờ thì mình sẽ cho anh ta ăn quả chuối. Chuối giờ xong phòng bếp này. Gaston Cas. Let's go. Rồi mình sẽ lên đây để mở một chiếc khóa màu đỏ. Chúng ta lên thật là nhanh. Ok. Các bạn cứ đi xung quanh và mở tất cả những chiếc chìa khóa ra. Sau đó thì tìm cách để tẩu thoát khỏi nơi này. Rồi các bạn có thể đi luôn đường này qua chiếc xe, sau đó thì tẩu thoát ra ngoài. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến tiếp theo. See you in here. Play. Let's go. Chiếc máy ảnh. Rồi lên con. Thank you.
lên chơi hay chụp ảnh tiếp xem như thế nào. Xin hiểu đâu à? Đây, nó đang tìm tới gần. Cho mình chụp gần một chút. Ok. Mình bị phát hiện rồi. Thì xem mình có bị làm sao không. Mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.